Thì như là thông tin gần đây các bạn cũng đã biết đó là Behoist sẽ có một cái sự kiện ra mắt vào ngày 30 tây tháng 12 tới đây và họ cũng sẽ có một cái chương trình livestream cho cái sự kiện này. Thường thì xin gửi lời chúc đến sự kiện ra mắt Mainnet BHO và BHO khởi chạy Mainnet thành công và Go to Moon. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 nhưng mà cái mà thường nói đây đó là họ tham gia vào không đơn giản chỉ là để kiếm một ít lợi nhuận đâu. Tại vì các bạn thấy được là những công ty lớn bây giờ đó dựa theo cái bài báo Investor Business Daily thì 15 công ty lớn thì bây giờ chúng ta có những công ty như là Apple, Google vân vân, họ lưu trữ rất là nhiều tiền mặt. Tại vì các bạn thấy được là những công ty này đó họ buôn bán à, sản phẩm của mình, dịch vụ của mình thì họ có thu nhập và thu nhập đó đó thì khi họ chi tiêu hết rồi họ sẽ còn dư lại cái số tiền và lưu trữ trong công ty Cái số tiền này đó là họ cần phải lưu trữ trong một cái tài khoản nào đó mà có thể lưu động nhanh chóng được để mà dùng những công ty này gọi là world những công ty này dùng cái số tiền này để cho khi mà bị tấn công hay là bị bất cứ một công ty khác nào lớn sân nên thì họ sẽ dùng cái số tiền này để mà xử lý những cái việc đó cho nên họ cần phải có số tiền này nằm trong một cái tài khoản thứ nhất đó là dễ dàng bán thứ nhì nữa đó là những cái uh, tài tài sản này đó là cần phải chống lại làm phát thời gian nhưng mà hiện bây giờ họ lưu trữ rất nhiều tiền mặt các bạn thấy được là 15 công ty lớn này chúng ta có công ty apple uh, chúng ta có công ty alphabet như là công ty google đó microsoft amazon united group uh, meta platform chevron intel exxon mobile anthem oracle coca cola ford motor Health và Walmart, các bạn thấy là 15 công ty này bây giờ họ lưu trữ tổng cộng là tới 1.000 tỷ đô la tiền mặt lận thì các bạn thấy được là cái sự lo ngại lớn nhất của họ là gì? Đó chính là lạm phát. Các bạn có nghĩ đi, cái phần trăm lạm phát được thông báo bởi chính phủ Hoa Kỳ đó, CPI là 6,8% à, trong vòng 12 tháng qua. 6,8% đó là cái phần trăm lạm phát thông báo bởi chính phủ thôi, thì các bạn lấy cái con số đó. Nhưng cho à, 1.000 tỷ đô la thì mỗi một năm họ mất đi bao nhiêu tiền? Tại vì lạm phát, chứ đừng nói tới lạm phát thực sự là có thể lên tới gấp đôi, gấp ba lần con số được thông báo bởi uh, CPI. Cho nên á, cái sự lo ngại của họ đó chính là làm sao có được một loại tài sản chống lại lạm phát Thì hiểu đơn giản hơn là một loại tài sản mà có cái sự tăng trưởng trung bình cao hơn là lạm phát Và đương nhiên các bạn nói tại sao họ không dùng số tiền này để mà đầu tư Thì họ cũng có đầu tư, họ cũng có lưu trữ bất động sản, họ có lưu trữ một số những cái tài sản Nhưng mà các bạn nên nhớ thứ nhất là họ cần phải đầu tư số tiền này một cách làm sao để có thể dễ dàng bán được nếu cần thiết và thứ nhì nữa đó là họ không nên đầu tư quá nhiều trong một cái lĩnh vực nào đó thì cứ họ đã lưu trữ rất nhiều những cổ phiếu rồi cho nên cái số tiền mặt này họ liên liên tục đi kiếm một nơi khác để mà bỏ số tiền này vào và đương nhiên các bạn thấy được vàng là một sự lựa chọn trước đây nhưng mà rất rõ ràng khi các bạn nhìn vào cái giá vàng trên thị trường đó thì trong vòng 10 năm qua hầu như dậm chân tại chỗ mà nếu các bạn tính luôn phần trăm lạm phát thì coi như là vàng mất giá cho nên những công ty này đó bây giờ đã có thêm một sự lựa chọn đó chính là bitcoin cho nên thường rất có lòng tin những công ty này đó họ sẽ từ từ và từ từ tích lũy thêm btc Tại sao thường lại nói là Bitcoin mà không phải là những đồng khác Nhiều bạn hỏi thường là tại sao lại phải là Bitcoin mà không phải là những đồng khác Thì chúng ta cũng có nghe nói trong một số công ty bắt đầu lưu trữ Ethereum Nhưng mà tại sao lại ít nghe những công ty này đó họ lưu trữ tài sản công ty qua Solana hay là đồng Binance Smart Chain hay bất cứ một cái dự án nào mà các bạn yêu thích Lý do rất đơn giản là thứ nhất là họ cần có lịch sử lâu dài của cái loại tài sản đó và Bitcoin là cái loại đồng mà có lịch sử lâu dài nhất hiện bây giờ thứ nhì nữa là họ cần phải tính thanh khoản cao tính thanh khoản cái BTC rất là cao có thể nói được là các bạn có thể mua bán một tỷ đô la bây giờ trên thị trường cũng là làm được rất dễ dàng mà thôi cho nên đây là những điều mà họ cần thiết và đương nhiên họ đầu tư đó là cái lý do của họ như thường đã chia sẻ là không chỉ riêng là muốn có lợi nhuận đâu mà là họ cần phải lưu trữ tài sản công ty và họ bán đó không phải là khi mà họ có lợi nhuận chút xíu họ bán họ bán đó có những lý do riêng của họ giống như là họ cần tiền để mà phát triển công ty hay là họ cần tiền làm một cái gì đó hay là họ cần phải cân bằng lại chương mục của mình đó là những khi mà họ sẽ bán chứ không phải là họ chỉ lưu trữ rồi thấy lên một chút bán rồi cái đợi xuống mua thêm đâu đó không phải là cách làm của những công ty này tại vì họ đã lưu trữ rất nhiều những cái loại tài sản khác rồi ở thị trường hiện tại đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và không chỉ riêng là công ty đâu các bạn thấy được là những người mà có tiền đó những quỹ đầu tư nhỏ cũng như vậy mà thôi hôm nay chúng ta nghe nói tới thông tin liên quan tới Kevin O'Leary thì Kevin O'Leary nói đó là có thể chấp nhận crypto có thể đạt được cái mức là 20% của tổng cái số lượng uh, tiền đầu tư của Kevin O'Leary. Thì Kevin O'Leary đó là một trong những người mà uh, rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư mà cũng có mặt ở trên Shark Tank. Thu đã từng chia sẻ với các bạn đó một cái video uh, cách đây khoảng chừng là 2 năm. Đây là cái video liên quan tới uh, Kevin O'Leary à, 406 họ đang lừa gạt chúng ta thì à, đây là cái thời điểm đó cách đây 2 năm Kevin Larry liên tục nói là crypto không có giá trị Bitcoin là à, rác rưởi không có giá trị và sẽ trở về con số không ông ta sẽ không có thích nhưng mà các bạn thấy được là trong view thường đã chứng minh được cho các bạn là Kevin Larry chỉ đang gạt chúng ta mà thôi tại vì cách đó vài năm đó là đã có một cuộc phỏng vấn là Kevin Larry đã có thể giải thích được tại sao ông ta biết là Bitcoin có giá trị thì đương nhiên Kevin O'Leary đã nói những điều này cách đây 2-3 năm để làm gì? để cho có thể thu mua giá Bitcoin rẻ hơn nói những điều này để cho làm cho người ta đừng có fomo mua để cho ông ta có thể mua lúc mà giá đang trên cái con đường đi xuống thời điểm đó và bây giờ thì Kevin Larry lại lên nói là Bitcoin và crypto là có thể đạt được cái mức là 20% của tổng cái tài khoản của ông ta và điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây không chỉ riêng là Kevin Larry và điều rất là thú vị đây đó là Kevin Larry nói là cái điều mà nhiều người lo lắng bây giờ đó những người mà có tiền thì đương nhiên là phần trăm lạm phát tại vì nó giống như là cái tảng băng mà cứ à, bị mất đi gì đó giống như các bạn thấy được là khi mà thời tiết nóng thì tảng băng nó sẽ bị chảy thì lạm phát chính là thời tiết nóng còn tảng băng chính là cái tiền của họ sẽ bị chảy theo thời gian thì họ phải làm gì đó để mà bảo vệ cái tài sản của mình và bây giờ đó đối với lại tiền kỹ thuật số đó không riêng là chúng ta có thể lưu trữ và hy vọng là tăng trưởng mà các bạn cũng có thể là stake, có thể là gửi uh, Bitcoin Ethereum để có thể kiếm được lợi nhuận thông qua nhiều công ty thứ ba cho nên nó đã đa dạng hóa hơn rất là nhiều rồi. Và đặc biệt đó là liên quan tới những đồng ổn định thì bây giờ những đồng ổn định các bạn có thể gửi đối với những cái công ty lớn như là BlockFi hay là Crypto.com các bạn có thể gửi lên tới 10%, 12% một năm thì đây là một trong những cái mà rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thì tại sao mà những nhà đầu tư lớn đó họ lại không có uh, đầu tư thêm vào crypto thời điểm hiện bây giờ thì đối với Cameron Larry đó thì bây giờ họ đang chờ đợi cái gì họ đang chờ đợi đó chính là có lực rõ ràng hơn nhất là liên quan tới stable coin hay là liên quan tới crypto quản lý như thế nào chỉ cần là có lực rõ ràng thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư ào ạt đổ vào tại vì họ an tâm hơn họ có thể là mạnh tay hơn tham gia vào thị trường này cũng giống như là trước đây đó khi mà chúng ta thấy là cái xe hơi bắt đầu đó lúc đó vẫn chưa có luật vẫn chưa có dmv có nghĩa là cái nơi mà quản lý à, luật xa cổ đó thì khi mà có luật rõ ràng thì bắt đầu cái ngành xe hơi phát triển rất là lớn cho nên đó, đối với kevin larry luật không hẳn là xấu đối với thị trường mà rất là tốt khi mà có luật rõ ràng rồi thì nhiều người sẽ mạnh tay và đầu tư vào hơn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về ethereum đi thì uh, chúng ta thấy được có một cái thông tin uh, được chia sẻ là cái quỹ đầu tư Three Arrows Capital uh, đã gửi 10.000 ethereum vào sàn FTX thì có thể là họ gửi vào để bán thì có thể thông tin này làm cho nhiều bạn rất lo lắng các bạn thấy được là trên màn hình đó uh, bài viết này chụp lại là có cái số lượng 10.000 ethereum có nghĩa là đáng giá bây giờ là khoảng 40 triệu đô la đó gửi vào cái ví của sàn FTX thì các bạn thấy được đó là Three Arrows Capital này là một công ty đó mà cũng đã từng bị chỉ trích trước trước đây các bạn cũng nên nhớ là giống như là cuối tháng 11 đầu tháng 12 đó thì 3 uh, Capital cái quỹ đầu tư này đó họ nói là họ đã rời bỏ Ethereum họ không quan tâm đến nữa nhưng mà sau đó đó là các bạn thấy là đầu tháng 12 khi mà Ethereum rớt giá đó ngày 7 tới tháng 12 thì lại có thông tin là 3 Capital lại thu mua thêm 400 triệu đô la Ethereum trong khi mà cách đó hai tuần họ nói họ đã bỏ Ethereum rồi họ sẽ qua Solana để mà đầu tư nhưng mà họ lại mua thêm 400 triệu Ethereum và điều này đó cũng đã à, được nói đến bởi Wu Blockchain trên Twitter và Husu có nghĩa là người à, đứng đầu của Trio Capital cũng đã xác nhận điều này và nói là cái đó là cái vấn đề của quỹ thôi nhưng mà nếu như mà giá xuống không có lý do gì mà họ không mua với giá tốt thì họ đã thu mua tổng cộng đó là 400 triệu đô la thời điểm đó và ngay cả Trio Capital nói là cái số tiền này đối với họ đó là 100 ngàn Ethereum tổng cộng đó thì cái số tiền này đối với họ đó cũng như là phần nhỏ mà thôi và more common như là họ sẽ mua thêm thì hôm nay lại có cái thông tin đó là một phần mười của con số đó đó dời lên sàn FTX có phải là họ đã mua được với giá tốt cho nên bây giờ muốn chút lời hay không thì không phải đâu nếu các bạn trở lại đi ngày 7 tây tháng 12 thì lúc đó giá như thế nào lúc đó giá nó cao hơn bây giờ nữa để thằng trở về để mà cho các bạn thấy là giá của Ethereum ngày 7 tây tháng 12 là bao nhiêu thì ngày 7 tây tháng 12 đó là cái thời điểm này nào ngày 1 2 3 4 5 6 7 lúc đó giá của tiền là khoảng 4.300 đô thì 4.300 đô bây giờ giá Ether chỉ có bằng 7 thôi đương nhiên không phải chốt lời rồi và một điều thú vị hơn nữa đó là các bạn sẽ thấy được là đối với những gì được chia sẻ bởi uh, To Capital đó thì khi mà nhìn vào cái số lượng Ether nạp vào rút ra đó đây thường uh, trở lại để cho các bạn thấy được là cái số lượng ether, crypto -coin, thì cũng như là bitcoin họ chuyển qua đến giờ tại vì hôm nay là video sớm một chút thì chúng ta chuyển qua đến giờ đi thì các bạn thấy được đây là tài liệu tính theo giờ thì một ngày qua các bạn thấy như thế nào chúng ta thấy được là à, cái số lượng à... 10.000 Ethereum đó đó nạp lên nhưng mà các bạn thấy được là tính theo cái số nạp vào rút ra đó thì trên căn bản 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng nhiều qua chúng ta chỉ thấy Ethereum rời khỏi nhiều hơn là nạp vào. Có nghĩa là cho dù chúng ta thấy được là có cái số lượng lớn này đến từ tôi Arrow capital nhưng mà cái số lượng y tờ trên sàn vẫn mất đi ngày hôm nay chứ không phải là có nhiều hơn cho nên thùng cũng không có lo lắng à, lắm về cái số tiền này đâu à, thường nghĩ là nạp vào cũng có thể là có lý do nào đó mà thôi cũng có thể là họ hù mọi người chứ cũng không hẳn là họ sẽ bán đâu đó chính là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn và à, thùng sẽ kết thúc cái video này để mà chia sẻ với các bạn à, một cái à, phần ngắn à, về cái việc là đào Bitcoin rời khỏi Trung Quốc đó là một trong những điều rất là tốt. Không chỉ riêng là khi mà cái số lượng thợ đào rời khỏi Trung Quốc đó khiến cho đào Bitcoin nó phi tập trung hơn, làm giảm đi cái số lượng thợ đào ở Trung Quốc là một trong những cái mối lo ngại lâu dài Nhưng mà điều này cũng làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của nhiều người ở Hoa Kỳ hiện bây giờ Nhất là những người mà lập pháp đó Như là các bạn thấy là nghị sĩ Tom em cũng đã chỉ ra được đó là Khi mà chúng ta thấy là những thời đầu rời khỏi Trung Quốc đó Thì cái gì mà Trung Quốc không thích thì hầu như là Hoa Kỳ lại muốn tiếp nhận Và trước đây có thể là nhiều người đã không muốn ủng hộ BTC nhưng mà với những gì mà xảy ra Trung Quốc thì nhiều người bây giờ lại ủng hộ BTC hơn và thùng sẽ chia sẻ với bạn một cái phần ngắn về à, cái sự thay đổi của cái số lượng đào BTC nó như thế nào giống như là các bạn thấy là chúng ta nhìn vào biểu đồ này đi thì tháng 8 của năm 2019 các bạn nhìn vào cái phần bên dưới này càng đậm nghĩa là càng có nhiều người đào BTC ở cái vùng đó thì các bạn thấy được là cái thời điểm là tháng 8 năm 2019 thì Trung Quốc là cái dùng rất là đậm nghĩa là đào BTC rất là tập trung ở đó, càng đậm thì càng có nhiều người đào. Và nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy được là chuyển qua tới cái thời điểm à, của tháng 7 năm 2021 thì đã ngược lại rồi. Hoa Kỳ bây giờ trở thành một trọng tâm của đào BTC. và thường sẽ cho các bạn thấy một cái video ngắn à, về cái sự thay đổi này như thế nào. Bây giờ hầu như là không còn à, ai đào BTC ở Trung Quốc nữa hết. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truyền miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua link của Thuận Capital những bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn